Hello, xin chào anh em. Chúng anh em đây là những chiếc xe Honda. Bên tay trái là chiếc Honda Super Cup 110 ABS nội địa Nhật Bản màu kem, hay còn gọi là màu be. Và bên tay phải là hai chiếc Honda Rim NSX 125. Xe này là của thị trường Campuchia và được Honda Thái Lan sản xuất nha anh chị em. Và những chiếc Honda Rim này là được do Honda Thái Lan sản xuất dành riêng cho thị trường Campuchia và được nhập hải quan chính ngạch về Việt Nam mình nha anh chị em. Và chiếc xe chúng anh chị em đây là chiếc Honda Rim màu trắng đời 2023, và bên trong là chiếc màu đỏ mận đời 2024 với cái kiểu thiết kế tem mới nha anh chị em. Tuy nhiên là những chiếc xe này là những xe mới. Đây là chiếc màu đen đời 2024 luôn. Chỉ có chiếc màu trắng là đời 2023 thôi. Và chiếc xe màu trắng hiện tại là một chiếc xe hiếm, bởi vì đời 2023 màu trắng này nó đã hết sản xuất rồi anh chị em. Đó, tuy nhiên là cũng phải săn lùng đem về, bởi vì cái màu trắng của đời 2023 thì nó rất là đẹp nha. Và hiện tại nếu như anh chị em mua chiếc Honda Rim NSX này thì sẽ được khuyến mãi là tặng cái rổ trước, tặng cái ba ga giữa, cũng như là tặng cái ốp bảo vệ lốc máy hai bên. Đấy, mình cũng có thể nhìn thấy ha. Và giá của những chiếc xe Rim này thì giá hiện tại cũng đang rất là tốt ha. Chỉ có 120 mấy triệu thôi. Thì anh chị em nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình để được tư vấn, cũng như là tư vấn hình thức giao xe tận nơi cho anh chị em. Và bộ tem của những chiếc xe Rim này thì anh chị em cũng có thể nhìn thấy là cái tem của nó được thiết kế rất là đẹp ha. Họa tiết màu vàng và ở bên trong cũng có họa tiết kim cương màu xám. Đấy, nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Cái nền màu đỏ mận này lên cái tem nhìn đúng chất đẹp luôn ha. Đấy, thì anh chị em có thể nhìn thấy cái màu vàng ở trên xe. Thì đời 2023 thì mặt đồng hồ nè, cái viền mặt đồng hồ nó được sơn màu vàng ha. Và bên trong cái mặt đồng hồ thì nó cũng có những cái họa tiết kim cương rồi họa tiết màu vàng. Đấy, thì chiếc xe Rim này là do Honda Thái Lan sản xuất dành riêng cho thị trường Campuchia thôi. Và nó kiểu như là nó độc quyền á. Đấy, chỉ có nhập tư nhân thì mới đưa được về thôi nha anh chị em. Viền ở trên mặt đồng hồ của đời 2024 thì nó là màu xám ha. Kiểu sơn màu xám lông chuột, và họa tiết ở bên trong mặt đồng hồ thì nó cũng có sự khác biệt. Đấy, ngoài ra thì thiết kế ngoại hình của xe thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi. Nó thay đổi ở một chút sự khác biệt, như là cái phần cần số nè. Cần số của đời 2024 thì nó được xi nè, được xi ken nhìn nó sáng hơn, cũng như là cần thắng đó, cần đạp thắng thì nó cũng được xi ha. Còn ở đời 2023 thì nó không có được xi. Đây, cái đời 2023 thì anh chị em có thể nhìn thấy là cái cần số rồi cần phanh thì nó không có xi ha, nó để cái màu kim loại luôn đó. Thì giữa hai đời thì nó chỉ có khác biệt nho nhỏ ở một số cái chi tiết thôi, chứ còn về thiết kế ngoại hình thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi đâu. Cũng như mình có thể nhìn thấy nè, đời 2023 thì nó không có hai cái tem gốc nè. Đấy, nó không có hai cái tem gốc ha. Đời 2024 thì mình có thấy hai cái tem gốc ở trên bửng. Đó, về thiết kế thì xi logo, sơn xi logo thì nó cũng giống nhau, nó cũng được sơn màu vàng. Đấy, thì đây là chiếc Honda Super Cup 110 ABS nội địa Nhật Bản. Thì mọi người cũng có thể thấy xe Cup 110 ABS nội địa Nhật Bản thì nó có phần đắt hơn so với Rim 125 đến từ Campuchia ha. Nhưng mà Super Cup 110 nội địa Nhật Bản thì nó cũng có thiết kế nhìn hiện đại hơn, bánh mâm, phanh đĩa, có ABS. Đầu đèn pha thì kiểu dạng tròn cổ điển như là cúp kính nén. Nó cũng là đầu đèn LED luôn nha anh chị em. Đấy, và phần mâm này mình cũng có thể nhìn thấy nè, mâm chữ Y xương cá của Super Cup 110 nhìn nó cũng khá là hiện đại. Mặc dù là ngoại hình của chiếc xe thì nó kiểu cổ điển, giống như là kiểu Rim vậy đó. Nhìn Rim nó cũng cổ điển. Đó, và chiếc xe Cup 110 thì nó có giá là 100 mấy chục triệu nha. Chưa đến 150 triệu đâu. Đó, và chiếc xe này là được sản xuất nội địa Nhật Bản cho nên nó sẽ có tem tiếng Nhật nè anh chị em. Đấy, nó là dòng nội địa Nhật Bản nha. Và chiếc xe này cũng được nhập tư nhân về thị trường Việt Nam mình. Đó, và động cơ của nó là 109cc.
cho công suất đâu đó là 9,1 mã lực. Bô của nó cũng có miếng ốp được xi kim loại ở bên ngoài. Đó, phanh trước là phanh đĩa nè, có ABS luôn. Còn rim thì nó là phanh đùm, bánh căm, đó, vành nan hoa. Nhưng mà máy thì là máy 125, cho nên nó có công suất nó mạnh hơn là 9,5 mã lực. Và cả hai xe đều trang bị phun xăng điện tử FI hết nha anh chị em. Và cả hai chiếc xe này đều có mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp, thấp hơn so với một số dòng xe khác ở hãng khác.